Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi rất hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe bán tải đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Nissan Navara. Đây là phiên bản Nissan Navara phiên bản LR Premium đấy ạ, quý vị và các bạn nhé. Ở Nissan Navara đó có rất nhiều phiên bản, ví dụ như là Navara L mới lại VL, trong L thì lại phân ra hai loại L thường và LR. LR tức là cái phiên bản Premium mà nó có thêm một vài option nữa, thì hôm nay là chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn đúng là cái phiên bản LR Premium đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, nhập khẩu về Việt Nam mình là năm 2020, đăng ký tháng 6 năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ, và mới lăn bánh được 1.1 km thôi. Thực sự là siêu lướt ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Nissan Navara 2020 này ạ. Chiếc xe này đăng ký màu bạc quý vị và các bạn ạ. Màu bạc và còn rất là mới, rất đẹp. Xe này thì không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản, và đến cái lốp sơ cua cũng chưa hạ quý vị và các bạn nhé. Mới chạy có 1.1 thôi, cho nên là cái lốp này còn nguyên đây này quý vị và các bạn ạ. Cái lốp còn nguyên bản, do nó treo ở dưới gầm này là nó hơi bẩn thôi, chứ còn là cái lốp này gầm đấy, rất đẹp đấy, rất mới đấy, không khác gì xe mới đâu ạ. Và chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội quý vị và các bạn ạ. Chạy ở Hà Nội cho nên là chiếc xe này là khung gầm các thứ thì ok rồi, không khác gì một chiếc xe mới đấy. Về ngoại thất là chiếc xe này là sơn zin còn nguyên bản, chưa sơn lại tí nào nhé. Tuy có đôi phần xước sát nhỏ nhẹ thôi ạ, nhưng mà nó là sơn zin đấy quý vị ạ, chưa phải sơn lại một vết sơn nào đâu nhá. Đấy, rất là đẹp đây ạ. Màu bạc và cái gương chiếu hậu này cũng là tích hợp xi nhan trên gương này, và đã có phần chrome rồi quý vị các bạn ạ, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì đã được chủ xe dán thêm cái phần tem sườn. Đấy, tem sườn của Navara đấy, phiên bản Premium Z 2.5 này. Đây là cái tem này là chủ xe dán thêm này. Phần lốp thì còn rất là mới quý vị các bạn ạ. La răng cũng chưa có xước sát một tí nào cơ. Lốp rất mới này, mới chạy có 1.1 thôi ạ. Chiếc xe này thì nếu như quý vị và các bạn nào có nhu cầu mà mua thì không khác gì một chiếc xe mới ạ. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Lát nữa thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần nội thất nhé. Đây, đến cái tem của cái la răng này còn chưa mất cơ. Đấy, cái tem này là thường rửa vài lần là nó sẽ bị bay mất cơ. Nhưng cái này là còn nguyên đây này. Còn nguyên và còn rất là mới. Đấy, la răng này chưa xước một tí nào luôn ạ. Những cái tem ở la răng còn nguyên đấy ạ. Đấy, cái la răng này cũng vậy nhá. La răng sau này này, cái này là cái khi nhập khẩu về Việt Nam là nó sẽ, cái la răng nó sẽ dán một cái lớp ni lông, bóc ra để lại cái keo đây nhá. Đây, cái keo đây quý vị các bạn này. Đấy, chứ cái la răng là chưa có một chỗ nào xước đâu ạ. Chưa có một vết xước, đây là cái keo. Rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe lắp thêm cái nắp thùng thấp. Và cái nắp thùng thấp này, nhưng mà nếu như mà chúng ta mà cần phải để đồ cao, cái nắp thùng này rất là hay nhé, tôi cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Nếu như mà chúng ta mà để đồ nhiều, đồ cao thì chúng ta có thể mở được lên thành cái nắp thùng cao luôn đấy ạ. Đấy. Đấy, tôi mở cái nắp thùng này lên cho quý vị bạn xem đây ạ. Nếu như chúng ta mà để đồ cao thì chúng ta sẽ để thế này. Tuy là nắp thùng thấp nhưng chúng ta có thể để ở cái mức cao lên như thế này được, nếu như mà để chở hàng công kênh ạ. Đấy, và xin giới thiệu với quý vị và các bạn ở cái phiên bản Navara L như là bản R đấy, Premium ấy, thì nó có khác đôi chút ở cái phiên bản L bình thường nhé. L thường là nó không có cái mặt cản ba lần sốc này đâu, nó không có cái cản ba lần sốc này và không có màn hình. Đấy, còn là chiếc xe phiên bản R Premium thì là nó sẽ có cái phần thêm một số option nữa. Đấy, nó thêm một phần option, ví dụ như cái cản trước này này và cái màn hình. Lát nữa thì tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và bạn xem về cái phần màn hình ở bên trong nhé. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe này. Gọi là tìm hiểu thôi, nhưng chiếc xe này thì nói thật với quý vị và bạn nó không khác gì một chiếc xe mới ạ. Đấy, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem này, là cái phần nội thất của chiếc xe. Đấy, đây là cái tab bi cửa trước.
bên lái này. Chiếc xe này thì bên ngoài nó chưa có một vết sơn lại nào cơ quý vị các bạn ạ. Cho nên bên trong nó là còn nguyên bản là cái điều đương nhiên ạ, chúng tôi cam kết ạ. Và nó còn được bảo hành tại hãng nhé. Tại hãng đấy quý vị các bạn ạ. Chiếc xe đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương gập điện này, chỉnh gương này. Đấy, rất nhiều option ở cái chiếc xe bán tải này. Và nó còn rất mới đây quý vị các bạn nhé. Xe cũng đã có ghế da, nội thất da là màu kem. Đấy, nội thất da màu kem rồi. Trần này rất là mới, rất là sạch sẽ, mới lăn bánh được có 10.000 km thôi quý vị các bạn ạ. Cho nên là nó còn mới như thế này đấy ạ. Không khác thì một chiếc xe mới đâu. Nếu như quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì yên tâm một điều là nó không khác gì một chiếc xe mới, mà chúng ta lại tiết kiệm được số tiền là khá khá đấy ạ. Đây là chiếc táp bi cửa phía sau, táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị các bạn nhé. Rất là mới này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Đấy. Chủ xe cũng đã lắp sàn da rồi quý vị các bạn ạ. Đây, sàn da này, gót sàn này. Và cái phiên bản Navara này là có cả cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, nội thất thì không khác gì một chiếc xe mới quý vị các bạn ạ. Quá mới luôn đấy ạ. Chỉ mới lăn bánh được có 10.000 km thôi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Đầu tiên là tôi bật cái chìa khóa lên cho quý vị và các bạn cùng xem cho nó nhỏ đi cái đã. Đấy. Đồng hồ công tơ mét đây, chiếc xe này lăn bánh được đúng 1.1 vạn quý vị các bạn ạ. 1.147 vạn. Đấy. Đồng hồ chuẩn công tơ mét nhé, chúng tôi cam kết đồng hồ này là chuẩn luôn. Tại vì chiếc xe này nhập về Việt Nam mình là 2020, đăng ký tháng 6 năm 2020 mới lăn bánh được 1 năm thôi. Cho nên là nó còn bảo hành cho nên đồng hồ chúng tôi để nguyên. Chia sẻ thật với quý vị các bạn, cũng có những chiếc xe mà chúng tôi mua về là chúng tôi sẽ tua đồng hồ. Nhưng chiếc xe nào mà còn bảo hành là chúng tôi sẽ phải để nguyên. Tại vì là nếu như tua đi là hãng sẽ từ chối bảo hành. Đấy, rất là thiệt thòi. Cho nên là chúng tôi không bao giờ chúng tôi tua. Và chiếc xe này thì nó còn full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, mới thay dầu được khoảng 2 lần thôi, lần thứ 2 thôi. Nếu quý vị và các bạn nào đến xem là tôi cho quý vị và các bạn xem luôn cả phiếu thay dầu đấy các thứ ạ. Và đây cái phiên bản này thì xe cũng đã được trang bị cái màn hình rồi quý vị và bạn nhé. Đấy, màn hình này phiên bản premium để R đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và có cả những chức năng giải trí như là USB đây, đi nghe nhạc này, cần số này, rất là mới này, tay phanh này, không khác như một chiếc xe mới luôn đấy ạ. Đấy, vô lăng rất là đẹp. Tôi sẽ tắt máy đi cái đã, để tôi ra ngoài tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn xem chi tiết thôi ạ. Đây quý vị bạn xem này, những cái ốc bản lề cánh cửa này rất là mới ạ. Chiếc xe này thì không khác gì một chiếc xe mới đâu ạ. Đấy, tôi sẽ giới thiệu lần lượt cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi qua cửa hàng để xem xe nhé. Đây là cái phần đèn sau này. Đấy, đèn sau là chưa có bị xước sát, chưa có một vết xước nào luôn đấy ạ. Rất là mới này. Đây, tuy nhiên là bên ngoài là nó có một chút xước như thế này đây quý vị bạn nhé, nhưng mà nó là sơn nguyên bản, chưa sơn lại đâu ạ. Đấy, có một cái vết rất là nhỏ. Xe cũng đã được trang bị là màn hình thì nó sẽ có camera lùi nguyên bản theo xe đấy quý vị bạn này, không phải lắp thêm nhé. Nếu lắp thêm mà nó sẽ nhìn nó rất là lởm, còn nó nguyên bản là nó đi theo cả cụm này. Đấy, nó giống chiếc xe Wildtrak đấy ạ. Logo phiên bản L. Cản sau đã được trang bị là những cái cản inox này này, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Phải nói là rất là đẹp đấy ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở chiếc táp bi cửa sau này ra xem đã nào. Đây là cái táp bi cửa sau bên phụ này, cũng đều mới luôn đấy ạ. Bên ngoài chưa có sơn gì thì bên trong nó còn mới còn đẹp là cái điều đương nhiên rồi ạ. Đấy, chúng tôi cam kết không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn. Bậc cửa của dòng Navara này cũng rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Đấy, nhìn nó rất là chắc chắn. Tiếp theo là tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên phụ này ra để xem nào. Đây là cái phần táp bi cánh cửa này, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy quý vị và các bạn ạ. Táp bi cửa rất là mới, không khác gì một chiếc xe mới ở trong hãng đâu quý vị nhé. Đây, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó
hơi bẩn một chút đây này, chứ còn chưa dọn đâu, xe này chúng tôi chưa dọn đâu. Đấy, phiên bản này Nissan Navara đây này, thông số của tem của nhà sản xuất đây quý vị bạn nhé. Động cơ 2.5 lít, động cơ diesel, sản xuất năm 2019 này. Đấy, sổ là 2019 nhưng mà nhập khẩu là năm 2020 quý vị và các bạn nhé. Nội thất rất mới, rất đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn, để nếu như quý vị và các bạn nào mà ở xa thì quý vị và các bạn xem video này thì quý vị và các bạn cũng có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn đẹp đến đâu quý vị và các bạn nhé. Đấy, đóng cái cánh cửa này lại, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái phần động cơ của chiếc xe quý vị và các bạn nhé. Đăng kiểm này, hạn đăng kiểm cũng còn rất là dài. Đấy, một chiếc xe bán tải siêu lướt 2020 đấy ạ. Nhìn về cái phần đầu rất là hầm hố, rất là đẹp bởi trang bị cái phần ốp ba đời sốc trước. Chỉ ở cái phiên bản Navara LR Premium thì nó mới có được cái option, thêm một cái option nữa là cái phần đầu này đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe này ạ. Trái tim của chiếc Navara 2020 này là một cái khối động cơ diesel 2.5 lít. Đấy, động cơ thì rất là mới rồi, mới lăn bánh được có 1 vạn thôi thì cái động cơ này thì nó không khác gì một cái động cơ mới nhé. Và chủ xe cũng rất là cẩn thận, treo một số cái túi băng phiến. Đấy, đây này, những cái túi ni lông này là chủ xe đã treo thêm vào đây để đuổi chuột đây quý vị và nhé. Đây là những cái túi băng phiến mà chủ xe đã treo vào đây để đuổi chuột quý vị các bạn ạ, tránh chuột, cho nên là cái máy này nó rất là đẹp. Chúng tôi mua về mà không có dọn dẹp gì đâu quý vị bạn, xem đây này, nó còn nguyên bẩn đây này, nếu lau đi là nó cũng sạch hơn đến những cái vết bẩn đây này. Đấy, chúng tôi chưa dọn đâu nhá. Đấy, nó đẹp như thế này đấy, vì mới lăn bánh được có 1.1 vạn km thôi thì là nó không khác gì một chiếc xe mới. Bên trên này chúng tôi có lau qua đây một chút và cái phần bên trên này thôi, chứ còn những cái phần bên dưới thì quý vị bạn xem đây ạ, nó còn bẩn này, nó còn nguyên bẩn, tại vì nó quá đẹp rồi cho nên chúng tôi không cần phải dọn nữa. Tại vì dọn dẹp đưa hóa chất tẩy rửa vào các thứ thì đối với những chiếc xe đời sâu, những chiếc xe cực bẩn cơ thì chúng tôi mới phải làm như vậy. Còn nó đẹp như thế này rồi thì không phải làm gì nữa. Đấy, cứ thế là để là bán thôi, đang bán thôi. Tôi sẽ cho quý vị và bạn xem về cái phần ốc cabo nhá. Đây này, cái ốc cabo này nguyên bản này, tất cả các nước sơn bên ngoài nó còn nguyên bản, chưa sơn cơ, thì là bên trong này nó còn nguyên zin là cái điều bình thường ạ. Đấy, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, từ những cái ốc tai cho đến những cái ốc xương đầu là còn đều, còn nguyên bản hết đây quý vị và bạn nhé. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản hết đấy quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Nissan Navara 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 579 triệu đồng, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.